Thưa quý vị, dù đã được cảnh báo về nguy cơ thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa hè năm nay, nhưng nhiều hộ dân ở cuối nguồn nước của xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội, họ vẫn không thể ngờ được tình trạng thiếu nước sạch lại nghiêm trọng đến như vậy dù mới bước vào những ngày đầu hè. Ngay từ những ngày tháng 5, những hộ dân tại đây họ đã phải xoay sở để có thể có được nước sạch sinh hoạt hàng ngày trong bối cảnh nước sạch từ công ty cổ phần nước sạch Tây Hà Nội không đủ để cung cấp. Hay gần trung tâm Hà Nội hơn, cuộc sống của hàng trăm hộ dân tại khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, Hà Nội bị đảo lộn khi bị mất nước sạch đột ngột. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Từ sau khi gần 1.000 hộ dân tại khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, Hà Nội bị mất nước đột ngột tối 11 tháng 6 đến nay, những chiếc thùng phi nhựa này bỗng trở thành mặt hàng được bán chạy nhất tại cửa hàng của chị Hồng. Lý do chính để mặt hàng này bán chạy đó là các khách hàng của chị mua về để trữ nước. Nói chung là từ lúc mà mất nước đến giờ là nhu cầu của họ mua thùng là cũng cao lên. Có nghĩa là nhà nào nhiều người thì họ sẽ mua nhiều, hai cái. Hoặc nhà nào ít người thì họ sẽ mua một cái, hoặc là nhiều cái xô thùng nữa. Thì của họ có nữa thì họ sẽ bỏ là họ dùng chứa nước thôi. Còn đây là hiện trạng của nhiều hộ gia đình tại các tòa chung cư khu đô thị Thanh Hà. Lượng nước trữ chỉ để dành cho việc đánh răng, rửa mặt buổi sáng. Tại gia đình bà Hương, những gì có thể mang ra chứa nước đều được tận dụng triệt để. Đấy, có nhà có nọ giết gì moi hết ra xong rồi tích vào. Rồi là có nhà thì có điều kiện thì mua cái xô to rồi. Nhưng mà nhà tôi cũng chưa có điều kiện rồi, nó cũng ấy rồi, cháu nó cũng vội rồi. Mà có mấy cái nọ moi hết ra xong rồi là chứa vào vậy thôi. Rồi là chậu đây, chậu tắm, chậu giết rồi xong giết có cái nào moi hết là chứa, mấy cái bình cũng moi là chứa hết. Cũng không có nước nọc để mà uống thì gia đình nhà cô phải đi mua nước nọc ở bên dưới thì cũng đắt lắm. Tính ra trị giá là đắt một gấp 4 lần. Về hai bình nước của nhà cô thì cô mua hết 250. Mà bình thường là cô mua có 50.000 một bình. Đấy, nói chung là các cháu chắt thì nói chung về vấn đề nước là phải tiết kiệm, đi vệ sinh thì nói chung là phải tiết kiệm. Chật vật hơn chắc phải kể đến các hộ kinh doanh hàng ăn uống, vì nước là nhu cầu bức thiết của họ. Quán ăn của gia đình anh Tuyển không thể hoạt động nếu thiếu nước. Gia đình đã tìm mọi cách để có nước dùng. Bây giờ em ơi, kinh doanh như này mà mất nước thì khó khăn lắm em ạ. Anh nói thật cho em, nhà anh như này, em nhìn thùng chứa kìa đấy. Phải mất bao nhiêu cái thùng chứa kìa rồi là thùng đựng nước. Làm sao đó phải cho mau nước để dân còn kinh doanh mà còn làm chứ, nếu mà như vậy thì khổ lắm, không ai làm được. Tại khu đô thị thì thế, còn cuộc sống của hàng nghìn hộ dân ở huyện Hoài Đức cũng không khá hơn là bao. Gia đình anh Chu Trung Kiên ở thôn Thượng Thụy, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội vừa phải khoan giếng, xây bể lọc để lấy nước dùng và mua máy bơm chân không để hút nước sạch từ đường ống chung của làng sau đợt mất nước kéo dài vừa qua. Nước sạch thì khoảng gần tuần nay thì hiện tượng thì tình trạng thì nó cũng vào có rồi nhưng nó vào chậm lắm. Nó vào hình như cứ kiểu ở cuối nguồn nó vẫn vào giọt giọt. Xong mình phải dùng máy hút chân không vào. Xong rồi hút được ít thì đồng hồ vẫn quay như bình thường, quay nhanh. Còn bên ngoài kia thì có thể người ta vẫn có nước vào trực tiếp, cũng nhỏ, chứ không phải to hẳn. Ban ngày nước không bơm được và đến bể của nhiều gia đình, nên rất nhiều hộ dân phải canh nước vào ban đêm. Vì thời gian này, trong ngày, ít người dùng nước nên mới có thể chảy đến khu vực của các hộ cuối nguồn. Người dân tại đây phải dùng nhiều cách để xoay sở với việc thiếu nước sinh hoạt. Thực tế ra thì trong các nhà thì mình cũng không rõ được là nó hết được không, nhưng chung ở nhà mình thì nó nước vào thì nó cũng chỉ từng đêm thôi. Tức là ban ngày thì hầu như là nước sẽ không vào. Bình thường là như vậy, trừ khoảng tầm từ bắt đầu đêm bơm cho đến sáng. Khi mà đường cày đấy là có nhiều người ta sử dụng vào máy bơm hút ấy, để người ta bơm vào bể nhà mình. Còn nước thì chảy là vẫn yếu, có nhiều nó không được như ý lắm. Trước đó, trong kế hoạch đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè năm 2023, trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng nhận định huyện Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ sẽ xảy ra tình trạng thiếu nước sạch trong mùa hè do nhu cầu sử dụng cao và điều khúc này mùa hè nào cũng tái diễn. Câu chuyện mùa hè mất nước là điệp khúc năm nào cũng diễn ra do nhu cầu sử dụng tăng cao nhưng nguồn cung thì lại thiếu. Mất nước, cuộc sống của người dân lay lắt xáo trộn tất cả mọi hoạt động sinh hoạt. Trước thực trạng đó, các đơn vị liên quan cũng đã tìm cách khắc phục. Nhưng có vẻ đây là một câu chuyện dài, chưa có lời giải mà chỉ có những giải pháp về mặt tình thế. Mất nước mùa hè là câu chuyện không phải hiếm. Nhưng dù thế nào thì cũng phải có thông báo trước.
không phải đưa người dân vào thế trở tay không kịp như thế này. Tại sao mất nước mà lại không thông báo loa đài đi? Đấy, không thông báo để cho mọi người, cũng như người không biết, có những người biết mà. Đấy, như gia đình của cô có vào trong nhóm đâu, không vào trong nhóm quả tòa, chứ không phải là quả, à quả tầng. Quả tầng ý, chỉ có nhóm quả tầng thôi chứ không có nhóm quả tòa. Nên là tầng nhà cô là cũng nhiều người chủ quan không biết, nên là ngày hôm đó và đêm hôm đó là không có nước. Lý giải cho việc mất nước tại khu đô thị Thanh Hà, những văn bản như thế này được gửi đến các hộ dân. Cái nguồn cung cấp chính của chúng tôi là lấy nguồn nước mặt tập trung của thành phố, do công ty sông Đuống và công ty con của sông Đuống cung cấp cho chúng tôi, thì thông qua đường truyền tải từ Hà Đông, từ Sa Na về đến khu vực Thanh Hà. Thế thì cái thời gian vừa qua nó không cung cấp được cho chúng tôi là do cái nguồn và lưu lượng về đến điểm Sa Na không đủ. Chính vì thế nên là việc truyền tải về khu vực Thanh Hà là không có. Hiện nay, việc mất nước tại khu đô thị Thanh Hà đang được xử lý bằng biện pháp tình thế để đảm bảo nước cho cư dân, trong khi chờ đợi nguồn nước từ công ty nước sạch sông Đuống. Chủ động mà đáp ứng cái nguồn nước cho cư dân thì chúng tôi cũng khắc phục cái nguồn nước tại chỗ. Thế vì là cũng do là cũng cái nguồn nước này là tại chỗ này ấy, thì nó cũng lâu không khai thác. Chính vì thế nên nó mất thêm vài ngày để khởi động lại và tất cả những cái mà hệ thống để sản xuất được cái chất lượng nước đảm bảo cho cư dân. Thiếu nguồn cung cũng là nguyên nhân dẫn đến việc mất nước tại Hoài Đức. Thực tế, khoảng 18.000 hộ dân thuộc một số xã trên địa bàn huyện Hoài Đức đã bị mất nước sạch trong những ngày qua. Đơn vị cung cấp nước sạch là Công ty Cổ phần Nước sạch tại Hà Nội cho biết, nguyên nhân là do nguồn nước chính từ nhà máy nước mặt sông Đà không đủ cung cấp cho công ty nên phân phối cho người dân. Về hiện nay thì chúng tôi đánh giá là một nguyên nhân khó khăn trong công tác cấp nước sạch, đặc biệt trong cái mùa hè là cái nguồn cung nước cho cái hệ thống nước sông Đà thì cũng còn hạn chế và chưa đủ lưu lượng phục vụ cái nhu cầu của Hà Nội Hoài Đức cũng như là của thành phố Hà Nội nói chung. Hiện nay thì chúng tôi cũng được biết là cái dự án cấp nước giai đoạn 2 thì cũng đang triển khai thực hiện. Đối với trách nhiệm của huyện trong cái phối hợp mà để tạo điều kiện cho các cái đơn vị thi công hệ thống nước sạch thì chúng tôi cũng đã phối hợp để triển khai đôn đốc thực hiện. Nước tuy đã được cấp lại cho người dân nhưng chỗ thì yếu không đủ dùng, chỗ thì thay thế nguồn nước từ lâu chưa khởi động lại. Liệu rằng xử lý câu chuyện mất nước đã dừng lại ở đây hay lại mở đầu của một câu chuyện khác?